Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Lý do lớn nhất để lên Galaxy Z Fold 5 là gì các bạn có biết không? Mình biết đây là chiếc điện thoại gập ngon nhất, xịn sò nhất của Samsung trên thế giới tại thời điểm này. Tức là nó mang đầy đủ tất cả mọi thứ tinh hoa liên quan đến công nghệ, trải nghiệm sử dụng cũng như là những yếu tố nâng cấp về mặt độ bền, về hiệu năng, về nhiệt độ, mọi thứ đều thực sự là cực kỳ ngon rồi. Nhưng mình tin là đối với những người đang sử dụng những mẫu điện thoại đời cũ, ví dụ như Galaxy Note 20 Ultra, ví dụ như Galaxy Z Fold thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3, mà lên con Galaxy Z Fold 5 này thì họ cũng phải đặt ra một cái câu hỏi, đó là lên cái điện thoại này thì cái trải nghiệm nhận về sẽ là như thế nào và liệu nó có xứng đáng với số tiền chúng ta phải bỏ ra hay là không. Đương nhiên, khi đã đặt ra cái câu hỏi này thì cái điện thoại cũ của họ cũng đã có những vấn đề nhất định và họ đang cần phải lấn cấn, và chúng ta sẽ phải suy nghĩ để lên một cái dòng sản phẩm mới. Yếu tố lấn cấn mình tin chắc chắn nó đến từ việc nếu như đang là Note 20 Ultra thì đó là việc multitasking, tức là yếu tố liên quan đến đa nhiệm, làm nhiều ứng dụng cùng một lúc. Còn đối với Galaxy Z Fold 3 thì mình nghĩ rằng nó đến từ vấn đề hiệu suất, vấn đề là con chip nó cũng đã hơi cũ và nó sẽ không có những thứ nó phê pha và sướng giống như Galaxy Z Fold 5 như thế này. Thì ok, mình sẽ phân tích từng khía cạnh một để các bạn thấy được những cái góc nhìn tổng quát về cái điện thoại này và liệu nó có phù hợp với nhu cầu của các bạn hay là không nhé. Let's go! Rồi, yếu tố đầu tiên thì chúng ta phải nói rõ ngay và luôn. Đó là Galaxy Z Fold 5, chúng ta được nâng cấp lên Snapdragon 8 Gen 2. Và phiên bản này là phiên bản for Galaxy. Nó đã là một cái phiên bản được tùy chọn riêng, tối ưu riêng, và nó mang lại một cái sự tương thích cũng như một sự tối ưu là cực kỳ là tốt. Cái giá trị về mặt hiệu năng thì rõ ràng là Snapdragon 8 Gen 2 nó quá mượt rồi, nó quá mạnh rồi. Và những yếu tố liên quan đến độ mạnh, độ mượt thì chắc chúng ta không cần phải nói quá nhiều. Các bạn cho dù là chơi những tựa game nặng hay cho dù là các bạn làm những công việc rất nặng, edit video, edit hình ảnh, render video, thì Galaxy Z Fold 5 đều đã ứng một cách cực kỳ là tốt. Những cái giá trị tuyệt vời nhất đó là vấn đề nhiệt độ các bạn ạ. Thì bởi vì sao mình nói là nhiệt độ? Thì nếu như nhìn vào những thế hệ cũ trước đây, Snapdragon 888, Snapdragon 801, thì nó đều gặp một cái vấn đề nho nhỏ của Qualcomm. Cái này là vấn đề của Qualcomm nhé, chứ Samsung nó tối hết mức rồi. Thì đó là nó bị quá nhiệt trong quá trình các bạn sử dụng. Lên đến Snapdragon 8 Gen 2 thì câu chuyện đó không còn nữa. Máy vẫn nóng lên khi các bạn làm những tác vụ nặng, nhưng nó không hề bị quá nóng trong quá trình các bạn sử dụng những cái tác vụ thông thường hàng ngày, xem bản đồ, ghi chú nội dung thông tin, rồi take note các thứ. Thì đó là cái giá trị tuyệt vời nhất trong cái nhu cầu chúng ta sử dụng hàng ngày. Và rõ ràng là Galaxy Z Fold 5 làm điều đó một cách cực kỳ là tốt. Còn nếu như chúng ta nhìn vào hiệu năng của Snapdragon 888 lên đến Snapdragon 8 Gen 2, thì ngoài cái việc hiệu năng được nâng cấp lên rất nhiều, thì nó còn là vấn đề liên quan đến tối ưu nhiệt độ nữa. Nó cực sướng luôn các bạn nha. Đó, ví dụ nhé, thì khi mà đi ra đường thì chúng ta hay có cái nhu cầu, ví dụ như các bạn sẽ phải check nhanh Map này, Google Map này, check nhanh Facebook, rồi check nhanh Messenger, các thứ này nó lọ chai. Hay là nếu như chúng ta muốn thì mình có thể thay thế vào đây, cái này là Gmail này, mail này, đó, mọi người thấy không? Chúng ta có thể check nhanh được email, chúng ta có thể check nhanh được Facebook. Hoặc là không thì thay vì cái việc check Facebook, các bạn có thể mở phía bên dưới một cái cửa sổ liên quan đến mở nhạc. Rất nhẹ nhàng, dễ dàng, đơn giản. Và cái này mà sử dụng để mà các bạn trong cái lúc mà chúng ta đang di chuyển ngoài đường, hay là các bạn phải check nhanh một cái thứ gì đó, hoặc thậm chí chúng ta phải kiểm tra một cái gì đó, thì mọi thứ đều có thể tối một cách rất ngon lành luôn. Đi cái Google Map này, ở bên này mà các bạn thấy nó hơi vướng đúng không? Chúng ta có thể kéo nó xuống dưới, nhỏ gọn hơn, để cái không gian lớn hơn, chúng ta check cái nội dung quan trọng nhất. Mọi thứ đều có thể sắp xếp một cách rất là dễ dàng. Và nếu như các bạn hay sử dụng những cái layout như vậy, các bạn có thể lưu nó lại thành một cái icon ở màn hình chờ và giúp cho các bạn có thể kích hoạt lại những cái ứng dụng như vậy một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Đấy, nó tiện lợi ghê không? Và nếu như các bạn mà có cái sở thích, đấy là ví dụ chúng ta lướt Facebook mà các bạn muốn up một cái hình gì đó lên đúng không? Các bạn có thể mở cái bộ sưu tập ngay bên cạnh. Thì lúc này các bạn cần làm đấy là chọn một file ảnh, kéo nó sang. Bingo! Cực kỳ nhanh luôn. Lúc này nếu các bạn muốn up thêm một vài tấm hình khác nữa, vẫn chọn nha, chọn thêm hai tấm nữa ở đây, kéo sang nữa. Ngon lành canh đào luôn. Tiện lợi chưa? Thậm chí nha, các bạn muốn up một cái video thì chúng ta cũng có thể kéo được cái video đó ra một cách rất tiện lợi như thế này. Lúc này thì cái trải nghiệm mà khi chúng ta muốn up hình, up video, thì thay vì cái việc đấy là chúng ta phải vào cái ứng dụng Facebook này, rồi các bạn chọn trong cái thư viện này, nó rất là mất công, mất việc, và đôi khi các bạn chọn chứ chắc nó đã chuẩn. Thì bây giờ các bạn có thể tự tin để mở nguyên cả cái ứng dụng album này lên, chúng ta vẫn có thể xem ảnh một cách rất là bình thường. Ảnh này ok rồi đúng không? Chọn nó, sau đó up sang. Ui, nó tiện. Đừng hỏi luôn.
Nhưng mà chưa hết, nếu như chúng ta có cái nhu cầu đó là gì, nốt lại những cái ý tưởng hay là đang lướt tìm kiếm những thông tin quan trọng, các bạn cần phải lưu trữ nó lại. Thì lúc này các bạn có thể mở cái ứng dụng Samsung Note này lên, tạo một cái ghi chú mới. Và lúc này các bạn muốn đúng không? Chúng ta có thể mở thêm một cái ứng dụng bên cạnh, đó là một cái trình duyệt web chẳng hạn. Thì đây, ví dụ như mình đang muốn lưu trữ cái hình ảnh này, các bạn chỉ cần kéo sang, nó sẽ lưu trữ cả hình ảnh và thậm chí nó lưu trữ cả luôn cái website mà mình lưu cái thông tin của cái tấm hình này. Hai bên dưới mình đang có khá nhiều những tấm hình rất là đẹp và thậm chí có nguyên cả một cái 3D luôn này. Thấy không? Rất là xịn sò những cái 3D này, thì đương nhiên nó là cái nội dung trên website chúng ta không kéo được sang. Và lúc này chúng ta có thể kéo được những cái hình ảnh đó, và nó sẽ lưu trữ cái website mà chúng ta kéo cái này vào. Đó, ngon lành chưa? Tiện lợi chưa? Như vậy, rõ ràng chỉ với những cái thao tác chúng ta kéo thả thì Galaxy Z Fold 5 đã giúp các bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian để chúng ta có thể lưu trữ lại được những cái thông tin rất quan trọng, những cái tài liệu quan trọng hay thậm chí những cái ý tưởng nó lóe lên ở trong đầu. Và các bạn cũng đừng quên, Galaxy Z Fold 5 chúng ta có thể sử dụng được với bút S Pen. Và chúng ta bây giờ có một cái con bút S Pen rất là xịn, con S Pen Pro ấy, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được cả những cái tính năng không dây nữa, những tính năng gọi là thao tác không chạm nữa, nó cực kỳ xịn sò. Và các bạn cứ thử tưởng tượng một cái màn hình lớn như thế này, take note sướng, viết vẽ sướng, bây giờ kéo thả mọi những cái nội dung như này cũng sướng, và nó là còn có thêm sự hỗ trợ của S Pen nữa, nó sẽ còn phê như thế nào. Với những cái trải nghiệm liên quan đến multitasking, tức là cái đa nhiệm, thì thật sự là Galaxy Z Fold 5 nó sẽ giúp cho các bạn có thể khai phá được những cái nhu cầu trong cái cuộc sống một cách rất là tuyệt vời. Và nó tối ưu cho cái trải nghiệm làm việc hơn rất là nhiều. Take note những ý tưởng quan trọng này, đấy, lưu trữ những cái ý tưởng hay những cái tài liệu quan trọng khi bạn lướt web thấy này. Hay chỉ đơn giản một điều, đó là với một cái màn hình lớn như này thì chúng ta có một cái không gian lớn hơn rất rất nhiều để các bạn có thể tự tin đọc tài liệu, duyệt tài liệu hay thậm chí là tạo nên những cái nội dung với cái thiết bị này. Và với cái sự hỗ trợ của cái màn hình rất lớn như thế này đó, các bạn thấy sao? Thật ra còn có một yếu tố khác rất là quan trọng, đó liên quan đến cái thời lượng pin. Thì Galaxy Z Fold 5, cái dung lượng pin của chúng ta vẫn chỉ là 4400 mAh, nhưng nhờ cái sự tối ưu quá tốt của Snapdragon 8 Gen 2 lại còn là phiên bản for Galaxy, nên cái thời lượng sử dụng thực tế thì nếu như so sánh với đời cũ trước đây là Galaxy Z Fold 4 thì Samsung Galaxy Z Fold 5 đã cải thiện khoảng 20-25% thời lượng pin. Còn nếu như so sánh với những cái dòng sản phẩm cũ hơn nữa, như ví dụ như các bạn đang muốn update từ Galaxy Z Fold 3 hay là Galaxy Note 20 Ultra, thì cái thời lượng pin của chiếc điện thoại này thậm chí nó sẽ cải thiện lên tới khoảng 50% lận cơ. Dùng và nó là cực kỳ ngon và rất thoải mái trong một ngày. Sạc lại cho nó thì cũng mất khoảng đâu đó khoảng 1 tiếng thôi. Nó vẫn là mức chấp nhận được với một chiếc điện thoại màn hình gập như thế này. Chưa kể chúng ta có một cái màn hình bên ngoài đấy, nó vẫn giúp các bạn có thể check nhanh mọi thứ. Và với cái tỷ lệ màn hình dài như thế này thì cái lượng nội dung mà nó hiển thị trên cái màn hình này nó còn rất rất nhiều nữa. Đương nhiên lướt lướt để mà check nhanh, nghe gọi hay là thậm chí là xử lý nhanh một vài những cái thứ gì đó, thì với một cái màn hình dài như thế này nó thực sự là rất tuyệt vời. Các bạn nghĩ sao? Nói chung Galaxy Z Fold 5, ai đang có ý định nâng cấp lên cái điện thoại này thì mình nghĩ rằng không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Bởi vì cái giá trị cốt lõi đó là vấn đề hiệu năng, đó là vấn đề độ mượt, đó là vấn đề multitasking. Và nhờ cái sự hỗ trợ của một cái màn hình rất lớn, đẹp và tiện lợi như thế này thì Galaxy Z Fold 5 thực sự cân hết tất cả mọi nhu cầu mà chúng ta đang cần. Và mình phải nhắc lại, đây cũng là mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên trên thế giới được trang bị luôn cái khả năng kháng nước. Vậy nên cái độ bền trong quá trình chúng ta sử dụng cái điện thoại này cũng sẽ yên tâm về lâu về dài, và nó sẽ tránh đi những cái rủi ro có thể xảy ra trong cái cuộc sống của các bạn. Vậy mọi người nghĩ sao? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.